Thư Côrintô thứ nhất, chương 1. Phaolô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng sốt then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrintô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-pô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sê-pha-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồi dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồi dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đang khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Grec tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồi dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Grec, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồi dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho, như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Chương 2. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em,
chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng, nếu đã biết, thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song lê như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Chương 3. Hỏi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì, Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng.
còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Chớ ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột, như có chép rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. Lại rằng, Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan, Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc Apollo, hoặc Cê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Chương 4. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Hỏi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lời lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi. Chớ vượt qua lời đã chép và chớ sinh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị. Thật, mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng, Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chuốc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết. Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Chương 5.
Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo. Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân giàu xa cách mà lòng ở tại đó. Vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng, một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Thật, anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp. Cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Chương 6. Khi trong anh em, ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời này. Vậy, khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời này, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong hội thánh làm người xét đoán? Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? Nhưng anh em kiện anh em lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn? Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận lại làm thể ý cho người anh em nữa. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia, anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bằng là vì Chúa, và Chúa vì thân thể. Và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì, mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tính thiêng liêng cùng Ngài. Hãy tránh sự dâm dục.
mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chương 7. Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em. Tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻ quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng? Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chứ chẳng phải sự tôi truyền biểu. Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi. Song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời. Người này thể này, kẻ kia thể khác. Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng, ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả. Vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình uông đốt. Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng. Ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác, hay là phải lại hòa thuận với chồng mình. Còn chồng cũng không nên để vợ. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại, nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh. Vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh. Bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy, đó là điều tôi dạy trong hết thảy các hội thánh. Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu cắt bì mà được gọi chăng thì chớ chịu phép cắt bì. Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì. Sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đừng làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đứng tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền. Song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy, tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì,
Và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Hỏi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Và tôi muốn anh em được thong thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. Thế thì, kẻ gả con gái mình làm phải lẽ, song kẻ không gả còn làm phải lẽ hơn nữa. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý miễn là theo ý Chúa. Nhưng theo ý tôi, nếu cứ ở vậy thì có phước hơn. Và tôi tưởng tôi cũng có thánh linh của Đức Chúa Trời. Chương 8. Luận đến của cúng các thần tượng, thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không. Chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật, người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất. Bởi đó họ thờ nhiều thần, nhiều Chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha. Muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Là chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ. Muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì nếu có kẻ lương tâm yếu đuối, thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì, ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. Cho nên, nếu đồ ăn xúi anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Chương 9. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình.
chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm hay sao? Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Vậy thì, có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng, ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chuốc nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi. Còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Anh em há chẳng biết rằng, trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng, sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng? Chương 10. Vả, hỏi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng, dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày
có 23,000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác. Những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen sao? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó, bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng, cái này đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Và vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giuđa, người Gret hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Thư Corinto thứ nhất, chương 11. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Tôi khen anh em, vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng người đàn bà không trùm đầu thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ thì hãy trùm đầu lại. Và đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì không nên trùm đầu. Nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông. Bởi chưng không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy. Song trong Chúa,
thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. Chính anh em hãy đoán xét điều này. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, vì đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy. Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh, thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là, Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cơ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Hỏi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định. Chương 12. Hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả, người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan. Kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin. Cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.
mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả, như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chân chúng ta hoặc người Juda, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Chương 13. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ.
Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay, tôi biết chưa hết. Đến bây giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên, bây giờ còn có ba điều này. Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Chương 14. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Hỏi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì đến anh em? Vậy, dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đờn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn, thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy. Nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy, nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì, tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con. Nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng, Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này. Dù vậy, họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì, các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy, khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song, nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín dấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng, thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Hỏi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kín nhiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ,
chỉ nên hai hoặc ba người là cùng. Mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh. Mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi. Còn những kẻ khác thì suy xét. Xong, nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kín nhiệm thì người trước nhất phải nín lặng. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em. Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng, họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà. Bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng, điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Mà nếu ai muốn bỏ qua, thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Chương 15. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như cho một thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. Lại, nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại. Đó là chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Và vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam, mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa. Rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó,
cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài, thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày. Thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Epheso, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội. Vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng, người chết sống lại thế nào? Lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo, ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Vậy,
Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chương 16. Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này, tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Nếu Timôthê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Nên chớ có ai khinh người, hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn như anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em. Nhưng hiện nay, người chắc chưa hứng đi. Người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sê-pha-na là trái đầu mùa của xứ A-chai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sê-pha-na, Phớt-tu-na và A-chai-cơ đến đây, tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn, vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Các hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. Aquila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. Bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem, Maranatha. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ ở với anh em. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ.